Chuyện gì xảy ra hả? What the problem? Chuyện gì xảy ra? What going on? What the problem? Mến chào các cục nợ. Hôm nay các cục nợ của tôi có khỏe hay không? Okay, someone left a message for me, and they want to know. Các anh chị, thí dụ như mình nói là có người left message, nói ra ta, có người để lại cái lời nhắn cho mình á. Và cái người đó muốn nói với mình, muốn hỏi mình something, muốn hỏi mình một chuyện. Các anh chị nói sao? Hả? Hỏi thử các anh chị á. Có người muốn để lại cái lời nhắn cho mình. Dịch ra tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt. Có người để lại cái lời nhắn cho mình, nói sao? No, có người để lại cái lời nhắn cho tôi, dịch ra tiếng Việt. Có một người nào đó để lại cái lời nhắn cho tôi. Yes, okay, Mr. Dam and Strawberry. That's the way we say it. Someone left a message for me, okay? And cái người đó muốn hỏi tôi một chuyện. Dịch ra đi. Someone left a message for me. Người đó muốn hỏi tôi một chuyện. Không được dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ từng chữ nha các anh chị, please. Thành ra các anh chị thấy không? Làm sao mình nói chuyện cho nó đúng? Mình không có được, chưa bao giờ mình nghe ai nói cái câu đó, hay là chưa bao giờ mình đọc sách, mình thấy cái câu đó, thì mình không có được suy nghĩ từ tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Mỹ, ok, không được làm vậy. Thà là mình bí luôn, mình không biết nói, mình phải hỏi, ok, mình phải hỏi, hay là mình kiếm sách vở, ok, mình không biết, mình phải hỏi. Các anh chị đừng có tự suy nghĩ ra rồi các anh chị dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ, nhiều khi nó nghe mắc cười lắm á, ok. Ok, tiếng em muốn nói với các anh chị, khi mà mình không biết cái người đó là con trai, con gái, đàn ông, đàn bà, okay, thì mình sẽ dùng chữ they để chỉ. Mình không có nói là he hay là she. Ví dụ mình nói someone left a message for me. He, she want to ask me something. Thí dụ như vậy, mình không có nói như vậy. Mình sẽ dùng chữ they. Okay? They. Các anh chị nhớ điều này nha.
Nhưng trên đây, nếu mà mình không biết người đó là con trai hay con gái, nếu mà nói chung chung, and they want to ask me something, là khá như vậy. Cũng giống như trong Paul Talk á, mỗi lần mà Tiểu My muốn hỏi tụi nó đó, Tiểu My nói, ô cái user này đó họ mua, họ quên câu hỏi, câu trả lời rồi, bây giờ làm sao giúp họ, thí dụ như vậy. Thì tụi nó sẽ hỏi lại là they still remember her, the password, là khá như vậy. Họ nói là they still remember the password. Nếu không, Tiểu My nó có một người họ nói là họ quên câu hỏi câu trả lời rồi, làm sao giúp họ, thì tụi admin nó hỏi trở lại they, ok they. Anh đang nhớ nha, các anh chị nhớ điều này nha. And they want to ask me something like when do we use the tell or say when. Khi nào mình dùng chữ tell and khi nào mình dùng chữ say các anh chị? Is that the same? Khi nào dùng chữ tell and khi nào dùng chữ say? Tell là kể, say là nói. Okay, I'm going to give you a quiz, okay? A quiz. Quiz là gì? Quiz là một cái quiz, right? Quiz là một cái bài tập, bài tập gì ta? Bài tập nhanh đó. Just remember that. Just remember this. You say something, but you tell someone something. Anh chị nhớ điều này nha. Mình nói cái sự việc gì đó, nhưng mình nói cái sự việc gì đó, nhưng mà mình kể lại một cái người nào đó về một cái sự việc gì đó. Okay, you say something but you tell someone. Có nghĩa là theo đó thường thường đi theo với một cái nào, không phải cái nào mà gọi là cái theo thường thường đi sau là một cái person. Ok, giờ làm thử nha. Tell, say and yes, ok. Còn chỉ say, còn say đó thì something nó như vậy nữa. Say that and close. Say nó có hai cách dùng. Hoặc là mình nói I say, he said that, rồi một cái mệnh đề phía sau, mà đó là cách thứ hai. Hoặc là he say, thí dụ nói là ok, cho các anh chị làm thử trước đi rồi tính. Bây giờ đó, các anh chị muốn đọc không? Cái giờ này là giờ của các anh chị nè, thực tập nè, practice talking. Ok rồi, giờ mình mở Skype đi. Cái giờ này là giờ mình sử dụng Skype nha, các anh chị mở Skype ra đi. Ok, thí dụ, Tiểu My cho các anh chị câu này.
sky của Tumi là Tumi 7. You can see it in the pen, banner. Okay, Tumi 7. Thí dụ như câu này. Will you tell, say us a story, mom? Yeah, tell phải không các anh chị? We tell someone something. Nhớ nhờ, we tell someone something. Will you tell us a story, mom? Right? Say là hiện tại, said là quá khứ. Say là hiện tại hay là tương lai, said là quá khứ. Okay. Rồi, bây giờ gọi vô đi. Ai gọi vô Tiểu My cho một lọ mấy câu luôn, cho các anh chị làm luôn, vừa đọc, vừa làm bài luôn. Okay. Call me in the sky, please. Tiểu My 7. If you want to practice. Không chịu hả? Sợ hả? Sợ thì mới ăn thịt hả? Call me in Skype and I give you some sentence answer, Mr. Stevie. Okay, Kevin Wong. Hi, I'm here for you. Yeah. Hi, Kevin. How are you doing today? Oh, I'm done. And when you come up, when you come up to the mic, I'm sorry. Remember, you have to ask us if we can hear you clearly and loudly, okay? Khi mà các anh chị lên nói đó, thì các anh chị phải make sure là cái microphone mình good, bằng cách là các anh chị phải hỏi coi, ờ, tôi nói các bạn có nghe rõ và lớn hay đủ hay không? Okay, nhớ hỏi câu này trước khi làm bài nha. Are you ready, Kevin Wang? Kevin, Kevin, are you there? Mr. Dan, you, oh my god, các anh chị không nghe Tiểu My nói hả? Hả? Chắc không nghe rồi quá. There's something wrong. Mr. Dan and Kevin Wang nghe Tiểu My nói không? Mr. Hello. Do you hear me? Không nghe rồi. Vậy là something wrong with my Skype. Ở trong room thì nghe, nhưng mà ở bên Skype thì không nghe. Tụi mình không biết sử dụng Skype đâu. Chắc họ không nghe tụi mình nói rồi. Nghe nói lớn rồi mà. Let me check. Okay, let me check my. Yeah, everything. Okay. Chị cái trong này coi. Làm dữ rồi kìa. Yeah, tại sao mọi người không nghe tiếng mình bên Skype ta? Yeah, nghe bọt bọt thấy không? Tiếng mình nghe mà các anh chị trong Skype lại không nghe. Kevin với lại Mr. Đạm với lại Cherry Phạm không nghe. I don't know what. Giờ làm sao giờ các anh chị? Let me check one more place. Set of preferences and audio setup. Yeah, everything right, ma. Nghe ma. Nghe ma. Nhưng mình không biết chuyện gì xảy ra bên Skype. Giờ nghe chưa? Kevin Wang and Cherry Farm. I don't know. Vậy ai host đi? Mr. Dan, biết cách host bên Skype không? Không biết. Không biết làm sao.
Let me see what this show I am, show contacts. Giờ làm sao các anh chị? Hả? Gọi nhóm là gì không hiểu. Ok, gấu hô. Gấu nha. Rồi gấu vô rồi Tiểu My phải làm gì? Gấu vô rồi Tiểu My phải làm gì? Tiểu My không biết sử dụng cái Skype. Nhà quê thì thôi á. Gọi cho gấu hả? Ok. Gọi cho gấu gọi làm sao? Gọi cho gấu gọi làm sao? How do I call her? Rồi, có Skype rồi. I'm in Skype with Cherry Farm now. Cho mượn lần sau, thả cái mic ra hả? Tiểu My thả cái mic ra hả? Hả? Thả cái microphone bên, bên Paul Talk hả? Ok, thả ra nha. Rồi rủi Tiểu My thả ra rồi không nói được rồi sao? Ok, thả ra nè. I release my mic now, ok? Hello mọi người. Mọi người nghe rõ không? Ok, bây giờ cậu kéo cô Tiểu My qua. Bớt xe cho mọi người. Bớt xe chưa? Hello cô Tiểu My hả? Cô Tiểu My. Cậu kéo rồi đó, Tiểu My đang ở trong Skype. Bây giờ mọi người ai muốn lên đọc bài thì gọi cho gấu ha. Không không nghe thấy thấy Xích Tiểu My nói luôn. Có Xích Tiểu My. Go host mà. Đây này Nguyễn Tươi. Ok, bây giờ thử một bạn gọi cho gấu ha. Thử một bạn gọi cho gấu ha. Hello Kevin. Hi. Hi gấu. Hi City. Hi everybody. Đó mọi người nghe Kevin nói không? Vậy chắc là bên cô Tiểu My bị vấn đề á. Bây giờ gấu gấu thả thả mic xong rồi Xích Tiểu My cầm mic lên ha. Ok, thì đỡ tốn thời gian ha. Yes.
Mỗi lần Tiểu My làm được mà. Mỗi lần làm được mà sao hôm nay kỳ vậy? Chắc bạn lâu quá không xài nên cái Skype nó giận. Nó giận Tiểu My á. Các anh chị nghe không? Hả? Ok, để Tiểu My lót cho một lần nữa nha. Cũ hả? Phải. Cái máy của mi là thứ à, cái máy của chị mi là thứ thứ gì của này ta, xịn hay là dởm? Cái máy của chị mi là xịn đúng không, là thứ xịn và thứ dữ. Thứ dữ phải mà, cái gì cũng đổ thừa cho tụi China hết trơn, tội nghiệp tụi nó thì thôi, mình chưa giết nó được là may lắm. Máy của tụi mình là thứ xịn. Ok, xịn. Ok, bây giờ các anh chị gọi vô thử Sky coi 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 đúng không? I mean coi được hay không? Could someone call me in Sky please? Xịn mà SP. Rồi bây giờ các anh chị dẫn còn Rồi nghe. bây giờ tên chị dẫn còn nghe bây giờ tên chị dẫn còn nghe bây Oh giờ tên chị dẫn còn nghe bây giờ tên Hello. Hello, có thể nghe. Can you Yeah, I can hear you, but Hello. everyone hear me. Hello, Các anh chị nghe tụi hello, mi rồi phải không? hello. Jerry nghe mình không? Nghe rồi phải không? Nghe, nghe thận. Nghe rồi phải không? Ok, that's good. Ok, now. Từ từ, từ từ. Ok. Rồi, âm thanh ok. Yeah, I take one at a time, ok? Từng người một, please. Bắt đầu là Cherry Phạm nè. Ok. I give you some sentences and you have to do it, ok? Mà sao không thấy nghe thấy tiếng của cô? Ủa, bây giờ không nghe nữa hả? Nghe không ạ? Sao nghe tiếng của mọi người trừ cô ra, không thấy tiếng của cô đâu, Bây giờ nghe tiếng mi cô không? đâu rồi? Bây giờ chán thì thôi á. Ở bên Sky chắc không ai nghe tiếng mi hết Tự trơn. nhiên lên tiếng chưa thế ạ? Ở bên Sky không ai nghe tiếng mi hết trơn. Cô bên kia cô bảo là cô đang nói rồi mà sao bên này không ai nghe vào đây? Mình cũng không nghe thấy. Không biết chuyện gì xảy ra. Chắc cô chưa ấy lại mít rồi. Bên Sky cô không chọn biết hả? Chọn chọn mai làm sao? Có thể là như vậy á, có Hay thể. là cô mình cái bất ca nào. Mọi người thế này đi. Không được nghe. Mọi người bật loa ở trong ấy, có thoát ấy, mọi người. Có vọng nhỉ? Ở trong Power Talk thì các Vọng, anh chị có lúc nghe. nào mình thấy bị vọng. Ở trong Power Talk thì các anh chị nghe nhưng mà trong Skype. Ok, chị My hiểu rồi. Bây giờ kiếm cái chỗ nào để chọn cái microphone nào. Nghe không vọng nhé. Kiếm cái chỗ nào để chọn cái Ừ, microphone. nghe rõ rồi. Hả? Kiếm cái chỗ nào để Người thấy bị vọng không? chọn cái microphone. Không. Ok, cho ra hết trơn cho rồi đi. I cut you off. Reference ở đâu? Mình mua hết cho biết. Rồi, mình mua hết chưa? Để tìm mình kiếm cái chỗ references, ok? Cái chỗ đó chỗ nào? Cái chỗ nào để chọn cái microphone? Vô cái tune rồi and vô cái option then audio setting. Where cái audio setting nào? Từ từ nha các anh chị. Right here. Rồi, yeah, that's right. Đúng rồi đó. Nó đang là cái sonar. Bây giờ chỉ mình phải switch qua cái microphone. Okay, and cái speaker là speaker SP Figo, đúng rồi. Rồi cái ringing. Use select speaker.
Rồi. Đèn. Rồi, hình như các anh chị nghe rồi đó. Phải không? Hả? Bây giờ các anh chị nghe rồi phải không? Hả? Oh my. Giờ các anh chị nghe chưa? Chết rồi. Các anh chị nghe chưa? Bây giờ các anh chị nghe tụi mình nói không? Hả? Nghe không? Hả? Nghe không? Nghe phải không? Yeah, say something please. Mà nghe lớn chưa? Hả? Lớn chưa? Rồi, cảm ơn. Tụi mình nghĩ bây giờ bên Skype cái lót vô các anh chị nghe được rồi đó. Giờ Thịnh Nguyễn nghe Thịnh Nguyễn không? Thịnh Nguyễn nghe Hello, hello. Thịnh Nguyễn nghe không? Dạ có. Có hả? Nghe rồi hả? Dạ. Ok, cảm ơn. Dạ. Hay quá rồi, Thịnh Nguyễn biết rồi. Tại vì Thịnh Nguyễn mute cái, nó có hai cái sao kho trong máy của Thịnh Nguyễn, Thịnh Nguyễn phải mute nó một cái. Ok. Rồi, mừng quá đi mất. Ok, cảm ơn các anh chị nha. Cảm ơn ai chỉ tụi mình đó. Ok rồi. Rồi. Bây giờ bắt đầu làm nha. Thì bây giờ các anh chị có thể gọi vô. But I take one at a time only, ok? Nhưng mà tụi mình chỉ mời từng người thôi. Bây giờ Thịnh Nguyễn, are you ready? Rồi, I'm ready. I give you some sentences and you have to do it for me, okay? Câu nào bí thì nói nha. Okay. Okay, now you read this one and tell me which one you choose. Đọc câu này rồi làm nha. What are you going to at the meeting tonight? Tell, told, say, or said. Oh, I give you Okay, next one. Ơn bà làm câu này ạ. No, câu đó làm Dạ. rồi. Này cho chỉ cho thí dụ thôi. Okay. Now next Dạ. one. This one then. Mom, me a story. Tell, told, say and said. Tell Mom, tell me a story. Mom, a little me a story. story. Yes, said. I mean tell. Okay, next one. Thịnh Nguyễn. Dạ. Read They and said read. that. They They said said that that. it's going to make. You have to read the whole thing, the whole sentence, please. They said that what? They said that what? Nói cái gì? Họ nói cái gì? It was too late. Too late. Too late. Tonight. Không phải too late nha, không phải too late nha, too late. Okay, too late. Tonight. Right, không phải too late nha, too late. Next one. Do it, please. Thịnh Nguyễn. Oh, what does Mr. Smith say your mother? What ye? What did? What did? What did? Okay, What what did did? Mr. Smith say your mother? No. No. Tell someone something, phải không? Tell someone something. No, no. Ở đây mình có cái Okay. someone trong đó, right? Mother. Phải không? No. Yes. Say someone something. I mean tell someone something. So, What did Mr. Smith tell your mother? yes, tell your mother, okay? Mother. Yeah, tell someone là tell your mother, right? Okay, next Yeah. one, Thịnh Nguyễn still, okay? Hãy cẩn thận nha, nhìn kỹ nha.
Now, do this one. Thanh Nguyễn, please. He said that he will arrive in the morning. He says. Không phải he said nha. He says. He says. Các anh chị nhớ say, cái mệnh đề nãy chị mới nói nè. Okay, let me remind you. Khi mà mình dùng chữ say đó, thì say something. Hoặc là say that and something. Còn khi mà mình dùng chữ tell đó thì tell someone something. Okay? And so bây giờ làm lại câu này nha. He says that he arrives in the morning. He gì? He say he hay says là that. He says that. He says. Okay. He said hay là he says. Huh? He says. He says that he will arrive in the morning. Cái này cái chuyện mà he nói như vậy nó đã xảy ra chưa? Hả? Nó đã xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Xảy ra rồi, so mình phải dùng chữ gì? Said. Yeah. Nếu mà chưa nói thì làm sao mình biết là cái người đó sẽ tới? Phải không? Nhưng hôm nay em nghe là sếp cô bảo sai à? No, that's the reverse sentence. Câu trước mà chứ đâu phải câu này. Câu trước là tell. I mean câu trước chứ không phải câu này. Phải không? Dạ. Okay, next one. I don't know, maybe I forget. I don't know. Okay, rồi next one nha. Did your teacher use that? Did your teacher tell you that? Yeah, tell someone. Các anh chị nhớ nha. Tell thì phải là tell someone. Mình chỉ nhớ cái này thôi. Còn nếu mà không phải tell someone thì nó là say hay là said. Thế giản dị như vậy. Right? Okay, next one, Thịnh Nguyễn. This is your last one, yeah. Okay? The mother was telling me that when you came. Very good. Okay, đi với động từ to be thì động từ chánh phải có ing. Vậy cái room này các anh chị giỏi quá. Đi chắc tiểu mi nhảy lên giường ngủ quá. Đây là đây là basic English mà các anh chị giỏi vậy hả? Thôi đi. Các chị về nhà hết cho rồi, đi khỏi học nữa, giỏi rồi. Okay. Okay, and thank you very much, Thịnh Nguyễn. I mean Thịnh Nguyễn. You do very good job. And next one will be Strawberry. Strawberry, are you there? Đang ở nhà hả? Thôi nhảy lên giường ngủ hết đi, nay ngủ sớm cho khỏe. Okay. Anh chị nhảy lên giường ngủ hết đi. Okay, now Strawberry, are you there? Thịnh Nguyễn, thank you very much. Khi nào các anh chị làm xong rồi các anh chị cứ log out khỏi Skype nha. Strawberry, are you there? Hurry các anh chị. Thôi bây giờ cái này mình làm cho lẹ nha. Các anh chị giỏi làm cho lẹ, khỏi cần gọi tiếng video Skype đặng mình còn học cái khác nữa. Khi làm lẻ nha. He didn't ask anything. Tiếng Mi expect là các anh chị phải làm sai để tiếng Mi cười.
Yamaha. Okay, tell someone, okay? Tell someone, nhớ nha. Tell thì phải đi, đi sau đó là một cái người nào đó. Okay? Nhớ nha, chỉ cần nhớ như vậy thôi. Còn đi theo nó không có cái người nào thì mình cứ nói chữ say là đúng. Okay? Học với Tiểu My là rất là đơn giản. Tiểu My kiếm cái gì dễ dễ cho các anh chị nhớ luôn tới giờ. Văn Hiếu coi lại câu này. Văn Hiếu coi lại câu này. Ở phía sau nó có cái người nào không hả? No, câu trước kìa, câu trước kìa, câu này nè, câu này nè. Văn Hiếu coi câu này nè. Thế Văn Hiếu suy nghĩ lại nha, suy nghĩ cẩn thận nha. Văn Hiếu coi ở phía sau nó có chỉ người ta hay không hả? Có cái người nào phía sau không Văn Hiếu? Tụi mày hỏi Văn Hiếu á hả? Sao không có? Us là người ta rồi còn gì nữa trời ơi. Us là người ta rồi còn gì nữa hả? Văn Hiếu, answer me please. Us là người ta rồi. Nếu Văn Hiếu nói us không phải người ta, vậy là, vậy là làm tụi mày nhớ chứ. Bên Vina Game á, tụi nó ưa chửi mình á, biết không? Khi mà nó thua mình cái sao nó chửi mình, nó nói you là dịch, dịch. Nó nói dịch, biết không? Thì mi nói ok, you dịch. Nó nói mi dịch, you dịch, tôi dịch, anh dịch, tất cả chúng ta đều là dịch. Thành ra các anh chị đừng có bao giờ chửi ai là súc vật. Tại mình chửi nó là súc vật, mình cũng yếu nè. Ok, đừng chửi ai là con chó vậy. Nhìn lại coi bạn, nếu tôi con chó bạn cũng con chó luôn. Không hiểu hả Kiến Lửa hả? Vịt, vịt, vịt. Ok, trời, bác nói tiếng Bắc nữa. Vịt, tôi vịt, anh vịt, tất cả chúng ta đều là vịt. Right, hiểu rồi. Ok, thành ra Văn Hiếu chữ us đây thiếu theo sao nó là người ta. Ok, thành nên nếu mà có người ta ở phía sau thì bắt buộc mình sẽ dùng chữ tell. Nhớ nha, tell. Xin lỗi tỉ mi người nam. Thế thành ra làm biến, làm biến sửa miệng, biết không? Đi về chứ không phải là đi về. Thế rồi Văn Hiếu hiểu rồi phải không? Nhớ nha, theo sau nếu mà có ai ở phía sau thì sẽ là chữ tell. Thế chứ không phải chữ say, cứ nhớ vậy thôi. Còn nếu không phải theo thì dĩ nhiên là say rồi. Ok, now do this one. What is that man tell telling say saying? Yes, yeah, saying. Phải không? Phía sau nó đâu có người ta đâu. Right, nó là something. Say something, right? Ok, next one. Làm xong bài này các anh chị không được nói tell hay say lẫn lộn với nhau. Ok, được. Me are your problems. Yeah, phía sau nó là người ta, phải không các anh chị? Nhớ nha, me là người ta, thì nó sẽ là tell, right? Tell me your problem. I tell, huh? I tell. Who tell me? Huh? Who tell me? Yeah, you tell chứ ai tell còn hỏi. Chán thì thôi á. Khi mà cái chủ từ á, ok, nó imply thì mình phải hiểu đó là chữ you. Ok. Các anh chị đừng có bao giờ nói you tell me, nó hơi nặng nha các anh chị. Khi mà các anh chị dùng chữ you vô đó là nó nặng rồi. Là khi nào mình giận rồi mình mới nói you. Ok. Mình chỉ hiểu nó như vậy thôi. Hiểu là vui chứ còn ai nữa à, hỏi. What did they tell, told, say, said about the weather? Ở phía sau nó không có người ta, phải không các anh chị? Thì mình dùng chữ say thôi. Giờ đây nó là ở, phải ở hiện tại. Tại vì trở động từ did là câu hỏi, thì động từ chánh phải trở về hiện tại. Right? Nhớ điều này nha các anh chị. What did they say about? Nhớ nha. Câu hỏi thì động từ chánh phải trở về hiện tại.
Okay, now next one. And this one the same thing. Ai mà sai câu này cho hai trứng hột vịt lộn liền á. Khi cho master see master mà nói sai mắc cỡ quá đi. Master. Ai mà nói sai là tiếng mày cười cho quê ráng chịu nha. Ok. Master còn sai. Ok, next one. Nhớ nha, câu hỏi thì phải trở, cái động từ chánh phải trở về nguyên mẫu. Ok. Ok, next one. What did you tell, told, say and said? Yeah, what did you say? Nhớ nha, trở về nguyên mẫu. What did you say? Okay, next one. Darling. Said the children to go to school. Yeah, ở phía sau nó là người ta, phải không các anh chị? Phải không? Phía sau nó là người ta. Thành ra đây là tell hay là told? Hả? Đây nên hiện tại hay là quá khứ? To me, tell the children hay là told the children? Hả? Đây là một cái câu, à không phải câu hỏi nha, sorry. Nó đâu có câu hỏi đó. No, câu này không phải câu hỏi nha. Let me correct something. Cái câu này như là như cái câu bảo vợ của mình á. Em kêu mấy đứa nhỏ đi học đi. Phải không? Câu nói trực tiếp mà. Right? Câu nói trực tiếp mà. Phải không? Em kêu mấy nhỏ đi học đi. Right? Kêu mấy đứa nhỏ đi học đi. Honey, yeah, honey. Tell the children to go to school. Đồng ý không nè? Angry tiger. Thì mày thấy angry tiger lúc nào cũng sai hết trơn. Bởi vậy người ta nói khi mà mình giận mất khôn cái anh chị. Angry lúc nào cũng sai hết trơn. Tại lúc nào cũng giận nên mất khôn. Thế vui khỉ đó, vui. Vui khỉ đó. Có mình tiếng mày vui thôi chứ các anh chị đâu có vui đâu. Okay, bởi vì đừng có giận. Okay, nó giận mất khôn. Nó mất khôn nên làm sao bé hết trơn á. Okay, next one. Next one. Tell to say that us what happened. What happened? Strawberry. Hương bùi. Tại sao lại dùng quá khứ? Hả? Tại thấy cái chữ happen là quá khứ nên mình phải dùng quá khứ. Thấy không? Thấy chữ happen là quá khứ nên phải dùng quá khứ. Câu này dịch tiếng Việt nè. Hãy nói chúng tôi chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã xảy ra rồi vậy? Hãy nói chúng tôi chuyện gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vậy? Thành ra ở đây mình dùng hiện tại hay quá khứ hơn bụi. Hả? Mình nói trực tiếp mà, nói liền tại chỗ mà. Hương bùi, tell us what happened. Okay? Yeah. Đại khái như vậy. Okay, next one. Say với tell dùng rất là dễ phải không các anh chị? Các anh chị chỉ nhớ một điều. Phía sau chữ tell thì phải là someone. Tell someone something. Okay? And phía sau chữ tell là phải là someone. The boy didn't meet anything. Sao tiếng Mỹ ưa để câu hỏi phía sau quá, ghét quá. Oh, I know.
À, chữ này copy and paste. Yeah, phía sau là chữ me, phải không? Thành ra mình dùng chữ tell. The boy didn't tell me anything, right? Okay, next one. Chữ me hiểu tại sao phía sau nó có câu hỏi. Here, next one. And this is what she... Yeah, what she said. Phải không? Mặc dù phía trước là hiện tại, nhưng mà mình nói cái sự việc đã qua rồi. Yeah, đây là cái gì mà cô ta đã nói. Okay. And phía sau nó không có người ta, thành ra mình dùng chữ said. Nhớ nha. Phía sau không phải là người ta, thành ra mình dùng chữ said. Rất là dễ nhớ, phải không các anh chị? Okay, next one. Học với Tiểu My là cái gì cũng dễ hết trơn á. Gì cũng cũng dễ như là nghiền đồ ăn đút các anh chị. She khi mà mình kể lại thì mình phải dùng quá khứ phải không các anh chị? Tại cái sự việc đã xảy ra rồi. Young micro hiểu không? Phải không? Cái này mình chỉ lặp lại thôi phải không? Dịch tiếng Việt nè. Cô ta nói rằng cái sự việc cô ta nói nó đã nói rồi nên mình mới biết phải không? Thành ra đây mình phải dùng quá khứ. She said that it's going to rain today. Someone texting me. Ở đây mình dùng quá khứ, okay? And phía sau nó không phải là người ta, thành ra mình dùng chữ say hay là chữ said. Okay, next one. Your father told say said me that he's going to sell the car. So phía sau nó là người ta, phải không? Thành ra mình phải dùng chữ tell. And ở đây thì mình phải dùng quá khứ, tại vì kể lại thôi, kể câu chuyện lại thôi. Your father told me. Okay, next one. Còn mấy câu nữa không được làm sai nha, please. What did he tell to say said? Angry tiger. Angry ra đổi nick đi là hết làm sai liền. Okay? Phải đổi nick là happy tiger. Là bảo đảm không bao giờ sai nữa, làm sai nữa. Okay? Angry ra đổi nick đi. Tiếng mình nói rồi, khi mà mình giận là mình mất khôn. Okay? Thôi đi. Cái này kêu bằng ngụy biện. Sai mới nhớ. Yeah, that's, you learn from your mistake. That's right too, that's good too. Okay, ở đây không có ai ở phía sau thì mình sẽ dùng chữ say, phải không? Và đây là câu hỏi, thành ra mình phải trở về, động từ phải trở về nguyên mẫu. Nhớ nha các anh chị, câu hỏi lúc nào động từ phải trở về nguyên mẫu là say. Không cần biết hiện tại quá khứ gì, nó cũng phải trở về nguyên mẫu. Why don't you tell to say said me about it? Master nữa. Trong group này có hai người đặc biệt là Master and Angry Tiger. Một người thì rất là Master mà lúc nào cũng sai hết trơn. Còn một người lúc nào cũng giận hết trơn. Nên lúc nào cũng sai hết trơn. Master. Okay. Đây là hiện tại. Okay. Đây là hiện tại. Nhìn lại nè. Nhìn lại nè. Don't. Okay. Don't là hiện tại. Ra mình sẽ dùng chữ tell, right? Why don't you tell me about it? Okay, next one. Cái này dễ quá mà sai chắc là muốn làm nổi quá. Show off quá à. Làm bộ sai để người ta để ý tới mình, biết không? Để ý tới mình, nhất là những người đẹp trong room để ý tới mình. Phải không? She tell to say said me that. Yeah, tạo scandal để nổi tiếng. Strawberry biết rồi kìa. Told. Right, told. Tại vì cái này nó đã xảy ra rồi. Mình mới biết cái câu chuyện nó như vậy. Nó đã xảy ra rồi.
nên mình phải dùng quá khứ. Okay, next one. Don't tell to say that him anything yet. Yeah, phía sau nó là người ta phải không? Someone là him, so mình dùng chữ tell, right? Rất là dễ phải không các anh chị? Làm xong cái bài tập này mình được không có được lẫn lộn tell and say nữa nha, please. Did they tell to say that you what to do? Yeah, tell. Phía sau nó là người ta là you. Okay, let's see. We have 6 more left. Còn 6 câu nữa nha, ráng làm cho xong luôn. What did you, I mean, what did your teacher tell to say that about it? Yeah, câu hỏi phải không? Và phía sau nó không có phải là người ta. Chân 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 phong. I mean Chang Frank. Phía sau nó không phải là người ta, phải không? Sao cái dấu gạch nó là about, nó không phải là người ta. Thì nó không phải người ta, mình sẽ dùng chữ say. Nhớ nha Chang. Nhớ nha. Chừng nào phía sau nó là người ta mình mới dùng chữ tell hay là chữ told. Okay, next one. What did your nephew tell to say that last night? Yes, say. Tại là câu hỏi thì động từ phải dùng chữ say. Okay, next one. The teacher tell to say that him the answer. Okay, let me delete the question. Yeah, phía sau nó là người ta, thành ra mình sẽ dùng chữ tell. And đây là quá khứ, đã biết, okay. Okay, next one. Câu này chắc thế nào cũng có người sai, bảo đảm. Bảo đảm. Johnny always tell to say set the through. Thấy không? Để mình nói đâu có đó. Câu này bảo đảm có người sai. Thấy không? Cái này dùng chữ gì các anh chị? Dùng chữ tell hay là dùng chữ say? Hả? Dùng chữ tell hay là dùng chữ say? Cua gấu. Dùng chữ tell hay dùng chữ say? Hả? Các anh chị nhớ nha. Nhiều khi trong một cái câu nói thường là nuốt chữ, ok? Thường là nuốt chữ, phải không? Câu này á, thường thường á, nếu mà mình viết đúng á, mình hiểu đúng á, mình phải nói là Johnny always tell us the truth, right? Tell someone the truth. Tell him the truth, tell me the truth, tell someone the truth. Phải không? Tại vì công cái câu nói mình phải hiểu ngầm nó như vậy đó, okay? Johnny always tell someone the truth. Okay? Quá đúng luôn. Các anh chị phải hiểu nhiều khi nói chuyện nuốt chữ, okay? Phải hiểu ngầm. Thí dụ như là I pay her money. I pay her. Ví dụ như câu này mình phải hiểu ngầm, okay? I pay her.
Nghĩa là I pay money to her. I pay the money to her. Không có nói I pay for her, ok? Nó khác nha các anh chị. I pay her. I pay for her. Hai câu này hai nghĩa khác nha. Ok. Hai câu này hai nghĩa khác nha. Một cái là mình trả tiền thẳng cho cô ta, còn một cái là mình trả tiền dùm cho cô ta. Nghĩa là mình trả tiền cho ai đó. Ok. Mình trả tiền cho ai đó, mình bao cho cô ta đó. Okay. Câu sau có nghĩa là I pay someone for her. Nghĩa là tôi trả tiền cho người nào đó cho cô ta. Còn cái câu trên là I pay, nó nghĩa là I pay money, I paid money to her. Cái gì vậy? Em trở lại cái câu bài tập. Các anh chị phải hiểu ngầm là Johnny's always tell people the truth. Tell someone the truth, tell me the truth, tell him the truth, tell her the truth. Yeah, các anh chị phải hiểu ngầm như vậy. Ok, next one. I'll tell to say that them. Wait, wait, con này con làm theo đoàn thấy nói theo lại. Tell truth, tell the truth. Tell the truth, phải có cái chữ the. Còn tell lie, không có nói tell lie nha. Không có nói theo tiếng Việt dịch ra là nói láo là tell lie, không phải. Lie là lie, chứ không phải vừa tell vừa lie nữa là mình cà lâm. Ok. She lied, chứ không nói là she tell lie. Yeah, mình nói như vậy là mình dịch theo tiếng Việt và mình nói như vậy là mình nói cà lâm. Ok. So đây mình sẽ dùng chữ tell, phải không? Tại phía sau nó là someone, them. Sorry. Last one. That is what he tell, told, say, said. Yes, said. Mặc dù ở phía trước nó là hiện tại, that is, okay, đó là. Nhưng mà phía sau nó phải là quá khứ, tại vì nói lên một cái sự việc đã rồi. Right? That is what he said. Tại sao mình không nói là what is that what he That's what he Tại sao mình không nói như vậy các anh chị? Oh, that is sorry, nó double S luôn. Wait, câu này sai nha. Câu này tiếng mình nói cả lâm. Ok, nói lại cho nó đúng. Copy. No. Wait a minute. Tại sao mình không nói là that is what did he say? Tại sao mình không nói vậy các anh chị? What did he say? Nói vậy đúng không? Hả? Nói vậy đúng không? Sai. Dĩ nhiên sai rồi. Nhưng mà tại sao sai?
không biết. Tại vì chỉ có câu hỏi mình mới đảo lộn cái trợ động từ did. Ok. Mà đây là không phải là câu hỏi, một câu bình thường mà. Đây là affirmative sentence, một câu xác định. Ok. Đó là cách trả lời. Right. Bây giờ câu này đúng không nha? Thử coi câu này đúng không nha. That is what he did. Say. Câu này đúng không? Ha? Câu này đúng không? Không biết luôn. Sao các anh chị không biết nhiều quá vậy? Câu này đúng. Ok, câu này đúng. Very good, strawberry. Khi mà mình dùng cái trợ động từ to do hay trợ động từ do did. Ok, I'm sorry. Thì có nghĩa là mình muốn nhấn mạnh cái điều đó. That thì mình làm lại là that's he what he did. Ok, say. Nhấn mạnh. Ví dụ như mình nói I ví dụ mình nói I do my homework. Hay là I did my homework đi. I do đi. Đừng có nói có cái trợ động từ ở trong này là sai nha. Mình dùng chữ do hay là chữ did để mình nhấn mạnh cái sự việc đó một lần nữa. Ví dụ người mẹ anh hỏi chứ, did you do your homework? Have you done your homework? Have you finished your homework yet? Yes, mom, I do. Do you do your homework? Have you done your homework? Have you finished your homework? Yes, ma'am, I do. Và mẹ hỏi một lần nữa, mình trả lời rồi mà cứ mình đang ghiền ghen biết không? Nên mình trả lời nhỏ xíu thôi. Mẹ giận quá hỏi 3-4 lần mình mới lặp lại. Yes mom, I do my homework. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Thành ra đừng có thấy cái trợ động từ ở đây, cái trợ động từ do No, I did do my homework. Sorry nha, tiếng Việt thiếu sót. I did do my homework. Đại khái như vậy. Okay. Có nghĩa là mình dùng cái trợ động từ do với chữ did đi theo với cái động từ chánh để nhấn mạnh. Okay. Để nhấn mạnh một lần nữa. Nói viết gì cũng được hết trơn. I did do my homework. Hay là I did. That's what he did say. Nhấn mạnh cái điều mà ông ta nói. Các chị hiểu điều này rồi phải không? Và cái trợ động từ to do với to did để vô để nhấn mạnh trong một cái câu xác định. Ok, trong một câu xác định. Did you go see her? Did you go see her? Không thèm trả lời gì hết trơn, hay là trả lời nhỏ xíu không nha. Cứ hỏi hoài. Did you go see her? Did you go see her? Yes, ma'am. I did go to see her. Hay là I did see her. Mình hỏi khái như vậy. Okay. Khi mà mình để dành mình lên giọng, giận lên rồi á, giận lên rồi á. Okay. Giận lên rồi. I didn't marry you. Okay, đại khái như vậy. Okay, and that's it. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Hả? Huh? Anh chị nào còn thắc mắc gì nữa không? Còn không? Không. Bây giờ tí mới có câu hỏi nè. Có anh chị nào bên Mỹ không? Hay là bên Canada? Hay là bên Australia? Hả? Có không? Có ai ở Mỹ không hả? Không, không chơi Việt Nam. Xác sơ. Tiếng My đang hỏi Mỹ mà. Hả? Mỹ tho được không hả? Không, tại Tiếng My có một cái bài reading. Ok.
Mà cái bài này đó, Tiểu My nghĩ là bên Việt Nam nó không có áp dụng, Tiểu My không biết phải hay không. Nhưng mà cái bài này rất là hay. Ok, rất là hay. Cái bài này Tiểu My ăn cắp của cô Hạt Cát, biết không? Tại Tiểu My thấy nó hay nên muốn chia sẻ cho các anh chị. Các anh chị đã biết cách đặt câu hỏi rồi phải không? Đặt ba loại câu hỏi phải không? Đặt ba loại câu hỏi, right? Yes/no question, WH and how question, and tag question. Khi mà mình nói chuyện ra thì mình phải đặt câu hỏi phải không các anh chị? Where are you going? You go to school? Don't you? Phải không? Học rồi. Young Mike rồi. You was not with me last week, right? Dạy rồi. Dạy rồi. Hồi tuần rồi học rồi. Young Mike rồi không có trong, không có you were not here last week, right? Answer yes đi. Answer yes hay là no? You were not here last week. Các anh chị trả lời làm sao nếu mà mình không có ở đây, mình không có ở trong room này tuần rồi, các anh chị trả lời sao? Hả? Huh? You were not here last week. Các anh chị trả lời sao? Were you here? Were you not here last week? Có phải bạn không có ở đây hồi tuần rồi phải không? Trả lời làm sao? Hả? Nếu mà không đó, nếu mà không đó, trả lời làm sao? Yes, nhớ trả lời là no nha. No, I was not. Okay. No, I was not. I thì lại phải là was chứ không phải là were. Okay, I thì phải là was. Nếu mà không đó thì phải trả lời no, I was not. Còn nếu mà có thì mình sẽ trả lời yes, I was. Ok, cái bài này học rồi nha. Tuần rồi học rồi nha. Nha gì đó quên rồi. Young Michael, right? Young Michael. Yeah, tuần rồi học rồi. Ok, bắt đầu. Mình có một cái bài reading, rồi sau đó mình sẽ áp dụng cách đặt câu hỏi. Do you know why I pulled you over? Đây là cái tựa đề của cái bài reading. Bạn có biết tại sao tôi làm gì các anh chị? Pull you over là gì? Hả? Huh? Pull you over là gì? Đẩy ra ngoài. Tại sao tôi đẩy bạn ra ngoài? Tại sao tôi đẩy bạn ra ngoài? Hãy không đẩy người ta hả? Vô duyên. Không đẩy người ta ra ngoài vô duyên vậy hả? Quýnh chết bây giờ. Không lại đẩy người ta hả? Pull over là bị cảnh sát chặn lại. Khi là bị cảnh sát chặn lại. Nghĩa là pull you, nghĩa là lấy bạn ra chỗ khác. Ok, có nghĩa là mình đang chạy ở trên đường, cảnh sát nó pull mình over, nó lấy mình ra đem đi đây chỗ khác, over cái chỗ mà mình đang đứng á, right? Có nghĩa là bị cảnh sát chặn lại. Ok, rồi hiểu rồi phải không? Ở bên Việt Nam các anh chị bị cảnh sát chặn hoài mà các anh chị không biết nói câu này dở thì thôi á. Hỏi ông cảnh sát á, hỏi hỏi why do you pull me over, hỏi tại sao ông chặn tôi lại, nói làm sao, tại nói làm sao. Các anh chị này phải hỏi, phải nói rất là thường. Because yes, why do you pull me over? Nhớ nha. Why do you pull me over? Mình không có dùng did được.
Okay. Tại vì mới vừa chặn lại mình nói cái sự việc ở hiện tại ngay chỗ đó mà. Hold up, pull me over, nó nghe lịch sự hơn, nó nghe formal hơn. Bây giờ bắt đầu là phần tập đọc, right? Tiếng My sẽ đọc trước vài câu, hai lần, từng chữ một, rồi các anh chị sẽ gọi vô Skype cho Tiếng My, các anh chị sẽ đọc, ok? Một cái bài reading mình phải qua năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đọc và hiểu, phải không? Giai đoạn thứ hai là nghe, phải không? Listen, nghe và hiểu, phải không? Giai đoạn thứ ba là writing, phải không? Giai đoạn thứ tư là nghe một lần nữa và lặp lại. Và giai đoạn thứ năm là thảo luận, speaking, phải không? Là nói. Đồng ý không nào? Đồng ý không nào? Xạo quá đi Nguyễn Tươi. Nói thích nhất là thảo luận, mà trong giờ thảo luận không ai dám, không ai dám nói hết trơn. Ok. Không ai dám nói hết trơn. Cái này là sự thật phũ phàng. Phải đợi Tiểu My năn nỉ, gọi vô. Thiệt á. Để Tiểu My để ý nha, coi coi ai nói thích nè. Nguyễn Tươi nha. Ok. Cho Nguyễn Tươi vô sổ bìa đen rồi đó. Ok. Rồi bắt đầu nha các anh chị. Khu gấu, I mean ai mang up rồi nè. Let's see who is the ready operator. Gà mờ đã mất tiêu rồi. Cái room này cần thêm operator các anh chị. Cần thêm op đó. Gà mờ đã mất tiêu rồi. Tại nhiều khi Tiểu My cần các anh chị post bài cho Tiểu My, please. Ok, bắt đầu tập đọc nha. Officer, ông cảnh sát. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Cái ma'am này là viết tắt của chữ madam á các anh chị. Madam, ok, madam. And ông cảnh sát nói chào bà. Okay, cái chữ ma'am là thưa bà hay là chào bà, đã khái gì vậy? Catherine. Catherine. Okay, Catherine. Good morning, officer. What's the problem? Xuống giọng nha các anh chị. Đây là WH and how question, thường thường mình xuống giọng. What's the problem? Next one. Chào ông. Chuyện gì xảy ra vậy? Các anh chị dịch sao phải không? Chuyện gì, có vấn đề gì vậy? What's the problem? Okay. Next one. Officer, may I help? Một lần nữa, cái chữ E mình không đọc, thành ra cái the last sound là chữ V. Okay. Mình sẽ đọc là help. Help. Khi mà cái âm V đó, các anh chị lấy cái răng trên cắn cái môi dưới, cắn nhẹ nhẹ thôi. Rồi mình thổi cái hơi ra, nó mới ra cái âm V. Chứ không phải là heo nha. Nếu mình nghe nhiều người nói heo, không phải heo, mà là help. Help. Okay. May I help your. Cái âm R, âm cuối phải kéo dài, okay. Chứ không phải là do nha, không phải do, mà là your. Okay. Your license. Có cái âm S ở phía sau phải không các anh chị? Với Tiểu My các anh chị đáng đọc cái ending sau nó rõ ra, tập cho nó quen luôn, okay. Có nhiều khi mình không cần phát âm, nhưng mà với Tiểu My mình cứ, lúc mình tập đọc từng chữ mình cứ tập phát âm cái ending sound luôn. Okay, license and right and registration. Ví dụ một cái câu mà nó dài như vậy á, okay, một cái chữ mà nó dài như vậy, nếu mà mình đọc mình nín thở mình đọc, nhiều khi
rất là khó, mình sẽ bị cà lâm hay là mình nuốt chữ không có đúng. Mình phải đọc từng, mình chia nó ra, ok? Regis, ok? Regis, là mình stop, regis. Stop hai chữ này, xong rồi mình mới đọc hai chữ kế. Registration. À, cái này sẽ phát âm như vậy nè. Tree-tration. Ok, mình chia ra từng, mình cắt nó ra từng hai chữ, rồi mình ngừng chút xíu rồi mình đọc hai chữ sau. Registration, nó dễ hơn là registration. Khi nào các anh chị giỏi rồi đó, đọc quen rồi, các anh chị có thể nín hở, các anh chị đọc được. Nhưng mà các anh chị chưa có quen, chưa bao giờ mình đọc chữ đó thì mình phải cắt nó ra. Ví dụ như converse, conversation, right? Mình cắt nó ra, conversation, conversation, okay, cắt nó ra nó dễ hơn. Hay là entertainment. Okay, entertainment, entertainment. Mình cắt nó ra như vậy mình đọc dễ hơn. Chứ mình nín thở nhiều khi mình đọc sai hay là mình nuốt chữ không đúng. Okay. Rồi tiếp tục. Registration, registration, please. Có nghĩa là gì? Ông cảnh sát ông hỏi cái cô Catherine. Tôi có thể có cái bằng lái xe của bà. Và cái registration là gì các anh chị? Registration có nghĩa là cái giấy chủ quyền của chiếc xe đó. Cái giấy chủ quyền của chiếc xe đó. Ok. À, giấy đăng ký hả? Dạ, đại khái vậy. Nhưng mà bây giờ đó, ở bên Mỹ này đó, họ không có hỏi cái registration nữa. Mà hỏi cái gì các anh chị? Các anh chị bên Mỹ nào biết nó hỏi cái gì? Nó hỏi cái driver license, đúng rồi. Do license có nghĩa là driver license đó. Chứ không phải là license của chiếc xe nha. Có nghĩa là driver license đó. Nghĩa là cái bằng lái. Và cái insurance, okay. Insurance của chiếc xe, okay. Car insurance. Chứ nó không còn hỏi cái registration nữa. Là khi mà ông cảnh sát mà ông stop cái anh chị lợi đó, thì thường thường ông hỏi hai cái này, cái license and cái insurance, car insurance, okay. Insurance hay là registration, registration. Okay, sorry các anh chị. Trước khi mà mình tập đọc thì mình cần hỏi các anh chị. Nếu mà các anh chị ở nước ngoài, khi mà các anh chị gặp bị cảnh sát cho các anh chị giấy phạt thì các anh chị phải làm gì nè? Có anh chị nào ở nước ngoài biết không? Nhất là anh chị nào bên Mỹ biết không? Đây là Tiểu My muốn chia sẻ các anh chị một cái điều rất là hay. Khi mà các anh chị bị cảnh sát chặn các anh chị lại, các anh chị speeding. Speeding là chạy quá tốc độ. Nó sẽ cho mình cái giấy phạt. Rồi khi mà nó cho mình cái giấy phạt thì mình làm gì? Hả? Từ nào Nguyễn Tươi phải hỏi rõ ra. Các anh chị nào bên Mỹ? Khi mà nó cho mình cái giấy phạt mình làm gì? Danny 1975. Ngu gì mình nộp phạt. Ok, bên Mỹ mình này mà đút lót cho ông cảnh sát là ở tù nha các anh chị. Ok, là ở tù. Đưa tiền hả? Ra tòa cãi hả? Nhờ bảo hiểm trả hả? No, ok, bảo hiểm không có trả mấy cái vụ mà cái giấy phạt đâu nha các anh chị. Bỏ xe chạy lấy người hả? Bỏ xe chạy lấy người hả? Ở trong room không có, lẽ không có ai bên Mỹ hả? Hay ở bên Âu Châu hay bên Canada cũng được hả? Vậy là các anh chị không biết rồi.
Có ai bên Mỹ không? Khi nào mà các anh chị bị cảnh sát cho giấy phạt, các anh chị làm sao? Không lẽ trong Trung các anh chị toàn là ở Việt Nam không hả? Thiệt hả? Nhờ sự trợ giúp, năn nỉ hả? Dạ, thứ nhất là mình năn nỉ, đúng, ok. Mà làm sao năn nỉ nè? Năn nỉ bằng cách nào nè? Quỷ sức dùng mỹ nhân kế quýnh cái chết bây giờ. Cười năn nỉ là như gì nè, các anh chị phải nói I'm sorry sir, I know I'm speeding, ok. Mình phải nói câu này: xin lỗi ông, tôi biết là tôi chạy quá tốc độ rồi, but ok, năn nỉ ok. Ok, yeah, Danny. Ok, đợi chút xíu. Trước nhất mình năn nỉ ổng, biết không? Mình phải nói là: xin lỗi ông, tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi biết tôi chạy quá tốc độ rồi. Nhưng mà tại vì mình phải nêu cái lý do ra, biết không? Ok, tại vì tôi trễ học rồi, hay là mẹ tôi đang vô nhà thương, đã khói như vậy. Hay là trên xe mà có mấy đứa nhỏ, mình ngắt nó, ngắt cho nó khóc, biết không? Cái như vậy không? Không, cái này thiệt á. Cái chị nên làm như vậy không? Hay là có vợ mình ngồi kế bên kêu vợ mình rên. Không, đây là những cái ấy tụi mình chia sẻ các anh chị, điều này có thật nha. Kêu vợ mình rên lên. Rên lên kêu con mình khóc dữ lên, biết không? Đại khái như vậy. Trên xe đó, ví dụ như chở bà ngoại đi bơi, cái xạo chị làm tiếng mới mắc cười thì thôi á, ok. Nghĩa là mình kiếm cái lý do gì đó, biết không? Năn nỉ là năn nỉ như vậy đó, ok. Tôi biết lỗi của tôi rồi, trước nhất các anh chị phải nhận lỗi nha, đừng có chối nha, ok. Cảnh sát nó rất là ghét cái vụ mà chối hay là cự nữ lại với nó rất là ghét các anh chị. Chị phải xuống giọng với nó, biết không? Xin lỗi ông, tôi biết tôi lỗi rồi, nhưng mà tại vì bà ngoại tôi cần bà ngoại tôi cần đi tắm. Xạo quá đi. Sau khi mình nói vậy rồi mình nói cái lý do, biết không? Mình hãy nói cái lý do là khá như vậy. Rồi tôi hứa với ông là lần sau tôi sẽ không có speeding nữa, khá như vậy. Ông có thể ông tha cho tôi lần này được không? Give me another chance, cho tôi một cơ hội khác để chuộc lỗi được không? Khá như vậy, ok. No no, từ 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 Hải Dương. Có nhiều khi á, mình nói mình năng yeah, tiểu mi được nó thả hai ba lần. Tiểu mi dùng cái miệng tiểu mi năn nỉ nó, biết không? Không, tiểu mi nói với các anh chị năn nỉ bằng cách nào là làm như vậy đó. Nhiều khi nó thả đó các anh chị, nhiều khi nó cho mình cái warning only. Thế. Rồi, nếu mà năn nỉ không được thì chịu thôi. Thì chịu thôi, phải chịu lấy cái giấy phạt đó thôi, right? Phải không? Nghĩa là mình phải vận dụng tối đa, phải không? Rồi bây giờ năn nỉ không được, lấy cái giấy phạt rồi làm gì nữa các anh chị? Khi mà các anh chị có giấy phạt rồi các anh chị làm gì hả? Các anh chị làm gì? Để mình chỉ cho. Có nhiều anh chị mới qua Mỹ khi mà lãnh cái giấy phạt rồi không biết làm sao nữa. Sau khi lấy giấy phạt rồi các anh chị làm gì hả? Thì chửi. Cười quá. Không, không cần nộp tiền, ok. Khi mà các anh chị lấy cái giấy phạt thì trong cái giấy phạt nó có cái địa chỉ hay cái số điện thoại để các anh chị ra tòa hoặc là gọi vô tòa tùy. Ở trong cái giấy phạt nó có cái số điện thoại và có cái địa chỉ. Thì có hai cách để các anh chị khỏi cần nộp tiền phạt, ok. Nhiều khi một cái ticket nó phạt 200 đồng là ít, bây giờ nó lên rồi 6 triệu đồng, 7 triệu đồng tiền tòa nè, ok. Thường thường là khoảng 200 trở lên đó. One mile, over one mile là ít nhất cũng 100 đồng. Nghe chị mình chia sẻ cho các anh chị bên Mỹ, ok. Các anh chị bên Việt Nam cũng cũng biết, cũng nghe cho biết luôn.
thí dụ như là cái speed limit là 45, ok, ở ngoài freeway thường thường là 60 đi, 60 là ít, thì các anh chị chạy bao nhiêu? Nếu mà cái speed limit là cái tốc độ mà nó cho là 60 thì các anh chị chạy bao nhiêu? Theo các anh chị nghĩ? Tammy chạy 70. No, chạy bao nhiêu để cảnh sát không chặn các anh chị lại? Yeah, Tammy bên Mỹ nè. Chạy bao nhiêu để cảnh sát không chặn lại? Yes, các anh chị chạy 65 nha. Ok, 65 nó không chặn lại. Nó chỉ phạt các anh chị khi mà các anh chị chạy quá một quá 10 mile. Thí dụ như nó cho 60 mà các anh chị chạy 70, 71 là coi như là nó chặn các anh chị rồi đó. Các chị chạy 65 thì it's ok. Còn các anh chị chạy mà trên 1 mile đó, thí dụ 60 mà các anh chị chạy 71 coi như các anh chị phạt ít nhất cũng 100 đồng. 68, 69 thì it's ok, nó ít khi nào có nhiều ông cảnh sát khó, ông cũng chặn lại, ông có thể ông bắt mình được, nhưng mà 65 là an toàn nhất. Ok. Nhưng mà đừng có chạy chậm quá 60, ok, đừng có chạy 45, 50 rồi ơi. Cũng dễ bị tai nạn, thường thường mình chạy 65 là good. Còn 71 là nó có quyền nó phạt các anh chị rồi. Mà thường thường có nhiều cảnh sát khó, 68, 69 là nó cũng kiếm lý do mình chạy quá tốc độ, có 60 mà mình chạy 68, 69. Thực sự ra trong giấy phạt trên 10 trên 1 mile nó mới bắt đầu phạt tiền. Các chị coi trong giấy phạt biết. Cứ 1 mile over đó thì ít nhất cũng 100 đồng. Rồi khi mà có anh chị có cái giấy phạt rồi đó, thì trong cái giấy phạt đó nó có cái địa chỉ. Thì có hai cách để các anh chị get away. Cách thứ nhất á, cách thứ nhất hay nhất á, thì mình chia sẻ các anh chị bên Mỹ nha, là mình mướn luật sư, mình đưa cho luật sư. Nhiều khi các anh chị tưởng là nghe tới luật sư các anh chị sợ, thật sự ra đi luật sư nó còn rẻ hơn nữa. Ví dụ như cái ticket nhiều khi 200 đồng, tụi luật sư nó ăn có 150 thôi. Mà mình rất là khỏe, mình không có cần lấy cái defense in driving hay là mình phải ấy, có nhiều luật sư nó mình khỏi cần ra tòa luôn nữa. Khi kiếm những cái luật traffic ticket của luật sư nó take care đó, các anh chị đưa cho tụi nó sẽ take care cho các anh chị. Thì khi đưa cho luật sư như vậy thì nhiều khi cái ngày mà mình ra tòa nó delay lại. Ok, nó delay là gì? Nó hồi lại, nó chuyển qua ngày khác. Và nó cứ delay 2-3 lần vậy, đến chừng rốt cuộc là ông tòa ông sẽ dismiss thôi. Đó là tụi luật sư. Tại luật sư với tòa nó đã ăn công ký với nhau rồi. Cái này không phải là sai nha các anh chị. Nhiều khi đó, luật sư với tòa nó work together, nó associate với nhau như vậy để làm chi? Thứ nhất á, đỡ mất giờ cho cả hai bên, phải không các anh chị? Nhiều khi mình phải ra tòa rồi mình phải nghỉ làm rồi mình mất tiền mất giờ tùm lum hết trơn. Và thứ hai đó, tòa nó có tiền, cảnh sát có tiền để làm gì? Để phục vụ lại cho dân thôi, phải không các anh chị? Thành ra mình đưa luật sư không có cái gì là trái phép hết trơn á, right? Cả hai bên đều có lợi hết trơn. Và nhiều khi á, tụi luật sư á, nó ăn rẻ hơn nữa. Cái giấy phạm mình nhiều khi là 250, 200, 250, luật sư nó ăn có 100, 150 thôi. Ok. Yeah. Mỗi năm tụi mi bị một ticket. Tụi mi ranh cái này lắm. Right, đó là cái thứ nhất. Ok, mình đưa cho luật sư. Rất là dễ, cứ lợi văn phòng luật sư đưa cái ticket. Mình nói tiếng Anh không được, cứ đưa ticket nói làm ơn take care cái này cho tôi là nó sẽ nói cho mình. Cái thứ hai đó là mình sẽ học cái defense in driving. Và một năm mình chỉ được học một lần mà thôi. Anh chị nhớ điều này nha, một năm một lần mà thôi. Mình bị phạt một lần rồi mình xin cái đi học defense in driving là cái lớp học dạy về lưu thông, dạy về luật lệ tùm lum hết trơn á. Và nếu mà mình bị lần thứ hai trong năm thì lần thứ hai mình phải mướn luật sư hay là mình phải tự trả tiền. Ok, thì khi mà mình muốn thích cái, nhiều khi mình nên học cái lớp này đặng cho biết, okay, cho biết thì mình ở trong tòa, ở trong cái giấy phạm nó có cái địa chỉ, mình sẽ lấy cái, mình sẽ lợi cái địa chỉ cái tòa đó đó.
Dĩ nhiên mình không có vô tòa rồi, mình chỉ gặp cái người receptionist thôi, đưa cho cái cô thư ký nói, ồ tôi muốn đi học cái lớp defense in driving, okay. Thì cổ mới đồng ý, rồi cổ mới cho mình cái tờ giấy, okay. Và cổ bắt mình đóng tiền tòa trước, right. Đóng tiền tòa, tiền gì rồi tùm lum hết trơn đó. Thì tiền tòa khoảng đâu là bây giờ chắc lên 80 rồi thì phải, right. Rồi mình đóng tiền tòa rồi cổ mới đưa cho mình cái tờ giấy. Cổ bắt mình phải lấy cái nó gọi là cái driving history, nghĩa là cái driving history là gì, là cái gì, nghĩa là coi cổ make sure là trong năm mình chưa có đi học, mình chưa có lấy cái lớp defense in driving khi mà mình bị ticket, okay. Cổ nói mình như vậy, không có ở bên này không có vụ mua bằng gì hết trơn á. Cổ kêu, cổ đưa mình tờ giấy, trong đó cổ bắt mình phải lấy cái driving history, nghĩa là cái lịch sử lái xe của mình trong năm đó, nghĩa là cổ make sure coi mình có học cái defense in driving chưa. Nếu mình học rồi thì coi như cổ không có cho mình lấy nữa, là mình phải nộp thẳng tiền phạt là 200 mấy, mình phải nộp thẳng luôn. Rồi đó, cái thứ hai đó là cổ nói mình phải đi học cái lớp defense in driving như là mình muốn, phải không? Đấy, thành ra mình sẽ đi kiếm lớp mình học, thường thường học 8 tiếng đồng hồ, hoặc là học một ngày 8 tiếng, hoặc là học 2 ngày 4 tiếng tùy mình. Rồi mình có cái certificate xong đó, rồi mình sẽ nộp cả hai cái history, driving history and cái defense in driving certificate luôn, nộp cho tòa, trở lại nộp cho tòa, thì cái case của mình sẽ dismiss. Dismiss có nghĩa là gì? Là mình sẽ không có bị vô sổ bìa đen. Nghĩa là mình trong cái hồ sơ driving của mình nó không có ghi vô, okay, nó không có ghi vô. Đó, khi mà mình lấy cái lớp đó thì nó không có. Khi mà mình đưa luật sư cũng vậy nữa, luật sư nó take care cho mình cái case của mình dismiss thì mình không có bị, cái hồ sơ của mình không, nó không có ghi vô là ô mình bị speeding hay cái gì, nó không có ghi vô. Okay, đó là hai cách để mình thoát khỏi cái tiền phạt, nó vừa rẻ. Tiền tòa đâu 80. Cái lấy cái tờ giấy mà driving history thì khoảng 10 đồng. Ở tiểu bang của tiểu mi khoảng 10 đồng 20 gì đó là coi như 100, phải không? Rồi cái defense in driving là 35 đồng nữa là coi như 135 đồng tất cả. Và cái case của mình dismiss. Phải không? Đó, nhưng mà nếu mà một năm mình đã lấy cái defense in driving rồi thì chỉ còn một cách là mình phải đưa luật sư thôi. Okay, chứ đừng có bao giờ mà đóng phạt nha các anh chị. Tại vì mình khi mà mình đóng phạt có nghĩa là mình nhận lỗi rồi. Và khi mình nhận lỗi, mình làm cái chuyện đó thì nó mình sẽ bị vô hồ sơ. Và khi vô hồ sơ thì nhiều khi insurance nó lên. Okay, nó lên cái insurance hoặc là nó không bán cho mình nữa. Ví dụ mình vô hồ sơ nhiều quá, nhiều insurance nó không thèm bán cho mình nữa. Mà các anh chị đi xe mà không có insurance là bị phạt nặng hơn nữa. Thái như vậy. Yeah. Ở tiểu bang tiểu mi là dễ đó. Bên Cali còn khó nữa. Còn khó nữa. Yeah, có những cái. Nhưng mà tốt nhất á, cái bước đầu tiên các anh chị cứ đưa luật sư này, là nó take care hết, dễ dàng mình khỏi nhức đầu nữa. Đưa luật sư đó thì nó sẽ delay cái case của mình lại, hoặc là cũng cái ngày đó nó kêu mình ra tòa, nhưng mình ra tòa chỉ có mặt thôi. Okay, sau khi điểm danh xong xuôi rồi, cái sau ông luật sư với tòa nó nói chuyện với nhau rồi này kia, rồi sao nó kêu tên mình là mình dismiss thôi. Nó nói cái case của mình dismiss rồi, bạn có thể đi về dễ dàng, đưa luật sư rất là dễ. Có nhiều người nghe nói luật sư sợ chứ, điểm đi là thường thường đưa luật sư khỏi mất công đi họp gì hết trơn á. Ok, đó là tiếng Việt chia sẻ cho các anh chị bên Mỹ. Ok, có nhiều người không biết phải làm sao khi nhận cái giấy phạt rồi, không biết phải làm sao rồi đi đóng tiền phạt uổng, khi vừa mất tiền mà vừa bị lỗi nữa, bị vô hồ sơ nữa. Ok, yeah, bên Mỹ nhiều luật sư phải không? Tell me, bên Mỹ này rất là nhiều luật sư.
Bây giờ trở lại bài nè. Okay, trở lại bài nè. Câu kế nha. Mỗi lần mình học đọc 4 câu nha các anh chị. Khi mà ông cảnh sát ông nói là tôi có thể có cái driver license của bà với lại cái registration của bà được không? Bây giờ ông không hỏi registration nữa mà ông sẽ hỏi là insurance. Okay. Thì bà sẽ trả lời of course. Could I ask, could I ask you, I mean why you stopped me? Stop này T hay là D các anh chị? Cái ending sau nó là T hay là D? Yeah, T. Tại sao? Tại sao nó là T? Hả? Tại sao nó là T? Tại chữ gì? Yeah, tại chữ phố. Very good. Các anh chị nhớ cái câu đó không? Chó sủa xôn xao khắp phố. Right? Cuối cùng nó là chữ P. Thành ra ending sound nó sẽ là chữ T. Right? Stopped. Okay, stopped. Me. Stop me. Right? Of course. Could I ask why you stop me? Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đưa cho ông. Nhưng mà tôi có được phép hỏi tại sao ông chặn tôi lại hay không? Right? Okay, and that's it. Bây giờ mời các anh chị gọi vô Skype cho Tiểu My. Các anh chị sẽ đọc 5 câu, okay? Để Tiểu My gọi vô Skype đi. Bỏ mấy cái tên đi. Okay. Problem. Đợi tí mi post cho các anh chị nha. Không biết được hay không nữa. Okay. And this one, the last one. Yes. Okay, call me in Skype and you're going to read this, please. Do you know why I pulled you over? Officer, good morning, ma'am. Catherine, good morning, officer. What's the problem? Officer, may I have your license and registration, please? Catherine, of course. Could I ask why you stopped me? Để Tiểu My bỏ mấy cái officer and Catherine đi, mất công lặp lại quá. Rồi chicken rồi. Twelve and Georgia. I like Georgia phone. And good morning. No, 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 not this one. Yeah, that's one, don't worry. This is. This 45. Các anh chị gọi vô lẻ lên đi, please. Cái bài này mình sẽ tập đọc trước. Hey. It's 45 and you know that it is Kung Chong. One, two, three, four. Yeah. Okay, Mr. Dan. Yes. Yeah, you're in Skype with me now. Could you read this, please? Yes. Read slowly, one by one, okay? And yeah. You want to do it two times. Do you know? Do you know why I
hold you over, officer. Good morning, ma'am. Good morning, officer. What's the problem? May I have your license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Okay, one more time, please. Yes. Do you know why I pulled you over? Pulled. Office. Pulled. Pulled. Yeah, pulled. Pulled. Yeah. Pulled you over. Good morning, ma'am. Good morning, officer. What's the problem? May I have your license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Okay, that's pretty good. What? Yes, but me. Problem. Okay, problem. Yeah, problem. Right, problem. Go P and go R. Okay, that's pretty good. And thank you very much. Next thank one. You. Yeah, next one will be. Oh, someone else in Sky with me? Oh, I don't think so. Okay, các anh chị khác gọi vô đi. Mỗi lần như vậy, bốn người đọc nha, bốn hoặc năm người. Hurry, can't you wait? I have only 30 more minutes left. Do you know why I pulled you over? Okay, Thiện Nguyễn. Now, could you read this, please? Yes. You know why I pulled you over, officer? Good morning, ma'am. Good morning, officer. What is the problem? May I have a license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Of course. Yeah, of course. Okay. Now, one more time, please. Okay. You know why I pulled you over? Good morning, madam. Good morning, officer. Ma'am. Ma'am. Mm-hmm. Good morning, ma'am. Good morning, officer. What is the problem? May I have the license and registration, please? License. Đọc rõ như vậy, license. May I have the license? And registration, please. Registration. Registration. May I have the license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Yeah, that's good enough. And thank you very much, Thiện Nguyễn. Okay, thank you. And next one will be Strawberry. Strawberry, are you there? Yes. Yeah, you're here. Okay, thank you. Do you know why I pull you over? Good morning, ma'am. Good morning, officer. What's the problem? May I have your license, registration. Registration. Yeah, that's right. Registration, please. Okay, go on, please. Sorry. Of course. Could I ask why you stopped me? Cái chữ chi đó đứng trước, đứng giữa hai nguyên âm, mình đọc nó hai lần. Registration. Yeah, đọc hai lần cái âm chi. Okay, and problem. Problem. That's right. Okay, could you repeat one more time? Start over and repeat one more time. Do you know why I pulled you over? Pulled. Cong cái lưỡi lên. Yeah, cong cái lưỡi lên chữ L. Pulled. Okay. Pulled. Right. Cái âm đi đọc nhỏ lại thôi. Pulled. Pulled. Mm-hmm.
Good morning, ma'am. Good morning, officer. Ma'am. What? Ma'am. Ma'am. Dạ, kéo dài chút xíu, ma'am. Không phải mẹ, không phải mẹm nha, ma'am. Ma'am. That's right. What's the problem? Yep. Problem. Problem. That's right. May I have your license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Okay, that's good enough. And thank you very much, Tammy. Thank you, everyone. Thank you, Jerry. Okay, you are very welcome. Okay. Okay, strawberry. You still here with me? Chắc không có rồi. Yeah, strawberry, you here. Do you hear me? Yeah. Okay. Now, could you please read this? Do you know why I pulled you over? Officer, good morning, ma'am. Good morning, officer. What's the problem? May I have your license and registration, please? Of course, could I ask why you stopped me? Ask. Okay, ask. Không phải S nha. Ask. Há miệng lớn là ask. Ask. Could I ask why you stopped me? That's right. One more time, please. Do you know why I put you over? Good morning, ma'am. Good morning, officer. What's the problem? May I have your license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Okay, that's very good. And thank you very much. Problem nha. Thank nhớ hả miệng rồi bẩm lại. Problem. Yeah. Problem. That's right. Okay. No. Đây mới qua cái phần đầu tiên là tập đọc thôi, Master CTA. Okay. Còn cái phần mà đọc như là giao tiếp thì là cái phần thứ năm. Mình còn chỉ là phần tập đọc, thành ra mình phải đọc từng chữ, không cần đọc lên giọng xuống giọng. Okay. Tới cái phần practice speaking đó mình mới đọc như là giao tiếp, tại vì mình sẽ có cả tuần để mình thực tập điều này. Okay. Biết master dữ rồi, nhưng mà nhìn lên trên cái banner đi, basic English dành cho các anh chị nào còn yếu. Okay. Right, next one. Rất yếu hả? Okay, nếu không có anh chị nào nữa, if there no one want to read it, so we move on to the next paragraph then. Yeah, anh chị nào, các anh chị đừng có ngại, okay, đừng có mắc cỡ, có ai thấy mình đâu mà mắc cỡ. Nên đọc sai cũng không sao hết trơn đó. Đọc sai cũng không sao hết trơn, cho nó cười thả ra lần đi. Đâu biết mình ai đâu, phải không? Right? Ngồi vô Skype đi. Mới giờ cắt nghĩa rồi mà. Cắt nghĩa rồi mà. Sao không hiểu? Các anh chị đọc phải hiểu nha. Đọc mà không hiểu thì đừng có đọc. Thế mà Tiểu My đọc xong Tiểu My dịch rồi mà. Vội cho ai hả? Khi mình mua cái đoạn kế đi, rồi Tiểu My sẽ chỉ cho Tư Thành gọi nha. Tư Thành gì đó gọi. Ok, ông cảnh sát, ông hồi nãy đó, để Tiểu My dịch lại 4, 5 câu hồi nãy. Đầu tiên, cái tựa đề là: bạn có biết tại sao tôi
tôi chọn xe bạn lợi hay không? Do you know why I pull you over? Okay. Đó là cái tựa. Good morning, ma'am. Chào bà buổi sáng, right? Good morning, officer. What's the problem? Chào ông cảnh sát. Có vấn đề gì vậy? What's the problem? Có vấn đề gì vậy? Có chuyện gì vậy? May I have your license and registration, please? Tôi có được phép có cái coi cái bằng lái xe của bà với lại cái thẻ chủ quyền chiếc xe hay không? Of course. Could I ask why you stopped me? Dĩ nhiên được rồi. Nhưng mà tôi có được phép hỏi tại sao ông chặn tôi lại hay không? Okay. Đó, 4 5 câu đầu tiên là như vậy. Một hồi chúng mình sẽ gửi bài cho các anh chị sau. Bây giờ tiếp tục, ông cảnh sát ông sẽ nói well. Các anh chị khi mà cái âm L cuối cùng phải cong lưỡi nha, well. Chứ không phải well well nha các anh chị, well. Chị cong lưỡi, cái chị cong lưỡi mới ra cái âm L. Well, ma'am, do you know what the speed limit? À, mỗi lần để không đúng. Speed. Okay, rồi thêm cái âm S phía sau. Speed. Okay, thêm âm S phía sau. Ok, cái chữ này có cái âm em phụ âm đứng chính giữa hai nguyên âm là I. Nên mình sẽ đọc cái phụ âm đó hai lần. Ok, mình sẽ đọc là limit. Ok, limit. Chứ phải là limit nha các anh chị, limit. Các anh chị đọc nhanh nghe cái chữ ly chứ thật sự ra nó là limit. Okay. What the speed limit is. Okay, is. Is 45. 45. Five nha, five. Chứ không phải five nha, không phải giao five nha, mà là five. Officer. Officer. Cái âm C ở đây á, các anh chị đọc thành âm X của tiếng Việt, ok, officer, chứ không phải official, ok, officer. I wasn't, ok, rồi zen. I wasn't, ok, speeding. Speeding. I know. Cái âm W thường thường không có đọc. White. No. Okay, no. Không có ra cái âm đó. I know. I was doing. Just. Có S có T luôn. Just. Right, just under. Âm O phía sau cùng kéo dài chút xíu. Under, không phải under nha. Under, right, 45. Do you know that? Cái âm TH đầu câu phải la lưỡi. Okay, đọc thành chữ D á, nhưng mà phải la lưỡi. That, okay, that. Phải la lưỡi mới được. Có âm T phía sau luôn. That and this. I mean this, that, this. Các chị mà không le lưỡi, các anh chị đọc không có đúng cái âm TH đâu. Okay. That and this is a school. Không phải school nha. Không phải school. Nếu mà các anh chị nói school rất là nhiều. Nếu các anh chị nói school là cái âm N. Các anh chị xuống âm N rồi. Nó phải cong lưỡi lên. School. Okay, school. And
cái âm y không đọc. Okay, thành ra mình phải xuống cái âm n. Cái âm n với cái âm em đó, các anh chị thường xuống giọng mũi. John, John, okay, John, n, John, không phải John John nha, John. Cái này á, có nhiều người đọc là am, không phải am nha, mình phải đọc chữ I trước, rồi mình kéo qua cái âm em. Okay, am. Không phải là am nha, am, I am đó, am. Sorry. What? What? Đấy. Một lần nữa nha. Khi mà cái Tiểu My nói các anh chị gì, các anh chị nhớ là làm theo Tiểu My nha. Thí dụ Tiểu My nói các anh chị cong lưỡi, các anh chị cong lưỡi. Nếu các anh chị kéo dài, các anh chị kéo dài. Ok? Nhớ vậy nha. Nói cái gì các anh chị phải làm đó, cái nghĩa là thực tập liền á, chứ các anh chị ngồi nghe là các anh chị làm không được đâu. Ok, không được đâu. Right. Bắt đầu lại nè. Well, ma'am. Cái âm em phía sau phải không các anh chị? Ma'am. Phải xuống giọng mũi. Ma'am. Do you know what the speed limit is? Cái âm S ở phía sau đọc ra thành âm Z. Is. 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 As 45 officer, I wasn't. Okay, I wasn't speeding. 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 Có âm S ở phía trước nha các anh chị, xì ra trước. Speed. Speed. Right. Speeding. I know I was doing just under 45. Do you know that this la lưỡi nha các anh chị, is a school zone. I am okay, I'm sorry. What? Okay, now call me in Skype please. 4 or 5 people, and you're going to read this. Ngồi vô đi các anh chị, ngồi vô trong Skype cho Tiểu My. Tứ Thanh biết sử dụng Skype không? Có Skype chưa? Download cái Skype về đi. Tiểu My 7 ở trên cái banner đó. Biết cái banner ở đâu không? Ok, Tuấn Anh. Chú Tuấn Anh, could you read this please? You have to read 2 times. Yeah. And you have to read 1 word by 1, ok? Đọc chậm rãi từng chữ and đọc 2 lần. Ok? Ok. Hình như em nghe từ có echo của I Hello? Saw echo to you. Yeah. No. Chị mi đâu có mở cái sao kho đâu, đâu có echo đâu. Hello. Yeah, we hear okay, you. Okay, we okay. hear you. Okay. Well, man. Ma'am, ma'am chứ không phải mom nha, ma'am. Okay. Well, ma'am. That's right. Do you know what the speed limit is? Limit chứ không phải limit, limit. 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 Okay. Limit. That's right. Limit. Chứ không phải limit nha, limit. Okay. Is 45 officer. I wasn't speeding. Right, speeding. I know I was doing just under 45. Do you know that this is a school zone? School.
school. Yeah. School. Không phải school nha, không phải school. Phải kéo, phải cong lưỡi lên phía sau. School. 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 Yeah, school. Okay. School. That's right. Họ không cong lưỡi là tiếng mày biết liền á. Không thấy chứ, yeah. Không thấy chứ biết liền hết trơn á. School. 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 John. John. Xuống giọng John. Mũi. John. 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 That's right. I'm sorry. Yeah. What? What? Okay. What? What? Yeah. Okay. One more time, please. Okay. Well, ma'am, do you know what the speed limit limit is? Is 45, officer. I wasn't speeding. I know I was doing just under 45. Do you know that this is a school, John? John. I'm John. Không phải John, John. Không phải John mà xuống. John. 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 Okay. John. I'm sorry. What? Okay, that's good. That's really good and thank you very much. Yeah, okay, thank you. Để Timmy dịch cái này cho các anh chị nha. Bài hôm buổi. Have a good sleep. Well, cái chữ well là ở. Ai khói như vậy well. Cái chữ well chỉ là một cái tiếng mà không biết nói sao. Nhiều khi nó không có nghĩa, chỉ là một cái tiếng đệm thôi. Well. Hay là mình nói đã khói như vậy. Thưa bà, ma'am, bà có biết là cái tốc độ giới hạn là bao nhiêu không? Bà trả lời, nó là 45, thưa ông, cảnh sát là thấy như vậy. Và tôi thì không có chạy quá tốc độ, tôi thì không có vượt quá tốc độ, thấy như vậy. Và tôi biết là tôi đang chạy, was doing có nghĩa là was driving, okay? Tôi đang chạy chỉ có dưới 45 mà thôi. Bà có biết là đây là khu vực trường học hay không? Cái gì? Xin lỗi, ông nói cái gì? Ý này, câu này có nghĩa là như vậy đó. I'm sorry, what did you say? Là khái như vậy. Ok, school zone. Các anh chị bên Mỹ phải hiểu cái school zone. Cái dĩ nhiên các anh chị hiểu rồi là khu vực trường học. Nhưng mà khu vực trường học nó làm sao? Thí dụ cái trường nó có một cái diện tích bốn mặt, phải không các anh chị? Diện tích thường thường là bốn mặt. Thì cái khu vực trường học có nghĩa là nó có cả bốn mặt luôn. Ok. Thường thường đó, không phải tới cái trường học nó mới là cái zone. Nhưng mà tùy theo cái diện tích của cái khu đất của cái trường học nó là bao nhiêu. Thí dụ như nó chiều dài nó là 100 feet đi. 100 feet là cũng ngắn. Cho 100 đi. Thì nó sẽ có những cái bảng nó ngay cái chỗ cái border của cái trường học. Ok. Đừng có nghĩ là mình chạy tới cái trường học. Cái này tiểu mình chia sẻ cho các anh chị bên Mỹ nha. Đừng có nghĩ là mình chạy tới trường học thì mình mới bị speed limit. Nhiều khi chưa tới cái trường học, nghĩa là cái trường học nó đứng chính giữa rồi có khu đất ở hai bên nữa. Thì mỗi bên thí dụ 30 feet đi, ở bên tay mặt 30, bên tay trái 30. Thì ngay cái border, nghĩa là cái dòng đai của cái trường học là nó đã để cái bảng là 20 rồi. Thường thường khu vực trường học là chỉ chạy có 20 20 mile một giờ thôi. Thành ra ngay cái border, nghĩa là cái border là gì? Cái border là gì các anh chị? Cái biên giới á, dạ. Cái biên giới nó đã để cái bảng rồi.
Có nhiều người cứ tưởng là tới trường học là mình mới chậm lại. Ngay cái biên giới của cái trường học, cái đường viền của cái trường học là nó đã để cái bảng mình phải để ý. Ngay chỗ đó là mình bắt đầu mình phải slow down lại rồi. Thì ra đây là cái trường hợp cái bà này, bà sẽ bị ticket gì tại bà tới cái trường học rồi, bà mới, ông cảnh sát mới pull bà over, bà mới giật mình lại. Bà nói bà đang chạy 45. Đấy, khá như vậy. Bà chạy dưới 45, khá như vậy. Để mình cắt nghĩa cho các anh chị. Và nó không có phải là nó chỉ có một cái đường mà cái cổng trường, chỉ có cái đường cái của cái cổng trường thôi, cái đường phía mặt của cái cổng trường thôi, mà nó là bốn phía luôn. Có nhiều khi ở phía sau cái trường học cũng là cái school zone luôn. Có nhiều người không biết, nhiều khi ở phía sau đó thì vắng xe, đấy, ở phía trước mặt trường học thì nhiều xe thiệt. Nhưng mà ở phía sau cái khu vực trường học, ở phía sau lưng của cái trường học thường thường là nó vắng xe. Nên nhiều khi mình chạy ở phía sau mình thấy vắng xe rồi mình không có để ý những cái sign, những cái bảng nó đề là 20 cây số một giờ thí dụ vậy, mình không có để ý tại vắng xe, không có thấy học trò nó đi nữa. Nên mình cứ cắm đầu mình chạy, đến chừng mình bị cảnh sát chặn lại mình mới hay là mình đang ở trong cái school zone. Thế thì mình chia sẻ các anh chị mà bốn phía đều là có cái school zone hết, là nó cái bảng nó để ở ngoài cái border của cái trường học rồi. Okay, chứ không phải là mình chỉ chạy cái đường ở cái mặt tiền của trường học rồi mình slow lại. Ở phía sau hay là ở bên hông, nó cũng bốn phía nó đều là cái school zone hết. Các anh chị hiểu rồi phải không? Cái điều này chị mình nên chia sẻ, tại vì có nhiều người bị ticket trong cái school zone mà nó phạt rất là nặng. Ok, rồi. Đó là cái đoạn này nó nói như vậy. Bà có biết là bà có biết là đây là khu vực trường học hay không? Bà mới giật mình lại, bà nói I'm sorry, what did you say? Thế như vậy, what? Có nghĩa là what did you say? Ok rồi, anh chị nào khác gọi vô nữa đi please. Okay, long lê. Okay. Nói đọc từ chữ rồi mà. Okay, sorry, long lê. Okay, could you read this please, long lê? Đọc lại cái đoạn này cô. Yes. Well, ma'am, do you know what the speed limit is? Speed. Kéo dài chút xíu, speed, chứ không phải speed nha, speed. Speed. Yeah. Speed limit is. Limit. Limit. Right. It's 45. Officer, I was speeding. I know, I was doing just under 45. I was. Không phải I was nha, I was doing. I know I was doing the under 45. Do you know what this? It is school zone. That chứ không phải what that. Là lưỡi ra please. That. Do you know that this? Right. Is a school zone. School chứ không phải school. 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 Trong lưỡi phía sau nha, school. School. That's right. School zone. I'm sorry. What? Không có S nha. What? What? Right. Không phải là what nha. What? Okay, next one. I mean, one more time, please. Well, ma'am, do you know what the speed limit is? 45, officer. I was speeding. I know I was doing just under 45. Do you know that this is a school zone? I'm sorry, what? Không có S, what? I'm sorry, what? Right, 45. Yeah, có chữ V phía sau, không phải 45 nha, không phải 5 nha, mà là 5. 45. Không có S,
Dạ, có V, five. Five. Dạ, lấy cái âm trên cắn môi dưới là đọc được cái âm V, five. Okay. Five. Okay, anyway, that's pretty good. And thank you very much. Okay, thank I need... You yeah, you're very welcome. Okay, I need one more, please. Well, ma'am, do you know what the speed limit is? It's 45. Officer, I was speeding. I know I was doing just under 45. Do you know that this is a school zone? School. School. Con lưỡi lên là đọc được cái âm L. School. School. That's right. School. Yeah. I'm sorry. What? Okay, that's good enough. I mean, when I say I need one more, that means one more person. So oh, sorry, Cole. It's okay. Sorry, you have another chance to. Yeah. Okay, nếu mà không có ai nữa thì mình đọc đoạn kế nha các anh chị. We have only 5 minutes left. Mr. Dam. Mr. Dam. Could you wait for the next one? Okay, để Timmy đọc đoạn này rồi Mr. Đảm đọc nha. Yes. This là lưỡi các anh chị nha. Thấy cái âm TH, các anh chị tập đi tự nhiên. Khi mình tập được rồi lần sau tự nhiên thấy cái âm TH là cái lưỡi mình nó tự động nó leo ra, mình không có cần leo. Okay. Cái lưỡi mình nó repeat, nó lặp lại. This is a school zone, ma'am. The speed limit is 25. 20 hay là 25, not 45. Các anh chị không cần lặp lại cái Catherine hay là officer, tại Timmy để vô để cho các anh chị biết what going on, người nào nói lại khái như vậy. But I just saw a sign. Sign, có cái âm N, right? Sign. It said 45. That was several blocks back, ma'am. This is a school zone, and the speed limit is 25. A school zone? What do you mean? Okay, one more time. This is a school zone, ma'am. The speed limit is 25, not 45. But I just saw a sign. It said 45. That was several block. Mình không có đọc là several nha các anh chị, đọc là several. Several blocks back, ma'am. This is a school zone, and the speed limit is 25. A school zone? What do you mean? Okay, now Mr. Dam, could you read this, please? Yes. This is a school zone, ma'am. The speed limit is 25, not 20-45. But I just saw a sign. It said 45. That was several blocks back, ma'am. This is a school zone, and the speed limit is 25. A school zone? What do you mean? Okay, one more time, please. Yes. This is a school zone, ma'am. The speed limit is 25, not 45. But I just saw a sign. It said 45. That was several blocks back, ma'am. This is a school zone, and the speed limit is
25. A school John, what do you mean? John. John. John, yeah. Xuống giọng chút xíu nha. Okay, and that's good enough. Thank you, John. Okay, mình hết giờ rồi, để Tiểu My dịch câu này, dịch đoạn này cho các anh chị nha. Đây là khu vực trường học. Tiểu My mới cắt nghĩa khu vực trường học là gì? Là không phải là cái trường không, mà chung quanh cái trường nó có một cái diện tích rất là lớn. Ở bên Mỹ này thường thường không phải là cái nhà không nha các anh chị, mà cái nhà nó còn có đất ở chung quanh cái nhà nữa, đất trước, đất sau, đất bên hông, đồ này kia nữa. Thì cái trường học cũng vậy, cái diện tích của cái trường học nó rất là lớn, nó, người ta mua một cái mẫu đất, có nhiều khi một mẫu đại khái như vậy. Thì đó, nguyên một cái diện tích, đó mới là cái khu vực trường học, chứ không phải là chỉ cái trường không. Dạ, yeah. Nên các anh chị phải hiểu cái điều này. Okay. And that school John không phải là cái trường, mà nguyên cái property của cái trường luôn. Okay. Rồi, câu kế nha. Thì, rồi, các anh chị nào post lại cái đoạn đó cho Tiểu My đi, please. Tại Tiểu My đang post cái mới, hình ra không có. Ok, thôi Tiểu My làm cho rồi đi. Dạ, yeah, cái đoạn mới đó, cái đoạn mới vừa. Dạ, yeah. Đúng rồi. Rồi, đây là khu vực trường học, thưa bà. Và yeah, cái tốc độ, và yeah, cái tốc độ, và cái tốc độ dịch sao ta, và cái tốc độ trung bình đi, cái tốc và tốc độ giới hạn nó là 25 chứ không phải là 45, có nghĩa là bả đang chạy 45. Rồi bả mới nói là nhưng mà tôi vừa mới thấy cái bảng nó đề 45, ý bả nói như vậy. So aside là cái bảng nó đề 45, mình phải hiểu như vậy. Và cái bảng nó nói là 45. Thì ông cảnh sát ông mới trả lời, đó là several blocks back, ma'am. Có nghĩa là gì? Ok, Tiểu My vẽ cho các anh chị nè. Ok. Bà đang chạy tới cái điểm 25 rồi. Ok, bà đang chạy với cái tốc độ là 45, bà đang chạy tới cái điểm 25 rồi. Right. Mà bà vẫn còn chạy 45. Okay, mà bà không có biết. Right. Thành ra ông bà nói là tôi mới vừa thấy cái bảng 45 đi mà. Thành ra bà đang chạy 45 là bà chạy đúng phải không? Thì ông cảnh sát nói không. Bà thấy cái bảng đó là several blocks back. Có nghĩa là các anh chị thấy một cái đường rồi đứt ngang, rồi một cái đường rồi đứt ngang, đó là một cái block. Cái block không phải là một cái đường nha các anh chị, mà nó là một cái hình vuông, hình chữ nhật hay là gì đó. Nhưng mà Tiểu My không vẽ được, thành ra Tiểu My chỉ vẽ một phần thôi. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra một block đường có nghĩa là một cái diện tích. Ok, một cái diện tích. Nó ở trong đó có thể là nó có 2-3 cái nhà ở trong đó, hay là 2-3 cái tiệm ở trong đó, mà nó bốn phía luôn mới gọi là cái block nha các anh chị. Thành ra bà đã chạy tới 25 rồi, mà bà vẫn còn chạy với tốc độ 45. Ok. Không, Tiểu My vẽ như vậy cũng chưa có đúng nữa. Để Tiểu My vẽ lại nha. Đại khái như vậy.
Nghĩa là bà đã chạy tới cái 25, tới cái 25 đầu tiên rồi. Rồi bà không có hay, bà vẫn còn chạy 45. Thành ra ông cảnh sát ông nói, bà nói tôi mới vừa thấy cái bảng 45. Thì ông cảnh sát ông nói không, bà thấy cái bảng đó là several block back, nghĩa là bà đang chạy đợi 25. Các anh chị hiểu không? Cái điểm của bà đang bị cảnh sát chặn lại là 25. Right? Nhưng mà bà vẫn chạy 45. Ok? Thành ra ông cảnh sát ông nói cái bảng mà bà thấy là phía sau rồi, mấy block đường rồi, một cái gạch là một block đó các anh chị. Anh chính giữa những cái gạch là một cái con đường. Ok, thường thường là một cái con đường. Ok. Mà các anh chị nhớ cái block là một, là nó gọi bốn phía luôn chứ không phải nó là một phía nha, để mình dễ không được. Ok. Rồi, thì ông cảnh sát ông nói như vậy. Và đây là cái khu vực trường học, là bà đã đang vô đi vào cái khu đất của trường học rồi, cái khu vực của trường học rồi. Và cái tốc độ sẽ là 25. Bà mới giật mình, bà nói khu vực trường học hả? Ông nói thế nghĩa là gì? Đó, cái đoạn này nó nói như vậy. Ngày mai mình sẽ biết tiếp, sẽ biết tiếp câu chuyện này xảy ra thế nào nha các anh chị. Okay, we stop right here and I'll see you tomorrow. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. Okay. Em ơi, Tiếp Huy đói bụng rồi. Các anh chị cũng buồn ngủ rồi phải không? Các anh chị buồn ngủ, Tiếp Huy đói bụng rồi 3 tiếng rồi. Sáng giờ, sáng ngủ dậy lồm cồm ngồi dậy là nhảy vô đây liền á. Không có ăn sáng, không có gì hết trơn, đói thì thôi á. Đâu, Tiếp Huy ở, đâu phải ở bên Việt Nam đâu đi ngủ. Tiếp Huy đâu có ở bên Việt Nam đâu đi ngủ. Giờ Tiếp Huy đi ăn trưa, ok, đi ăn trưa. Nên sáng giờ đói bụng quá, giờ tới đây là quá quá đói bụng rồi. Cái nếu mà các anh chị nghe thấy cái bụng của Timmy nó sôi, nó sôi. Ok, ngày mai mình sẽ vô nghe tiếp coi cái câu chuyện này ra sao nha. Ok, I'll see you tomorrow then. Gửi mai lại cho các ớt nha.